hơn. Dạ, chị Ngọc Phương Ly màu đỏ nhung với màu vàng, chị Nga Nguyễn màu vàng với màu kem nhũ, chị gái Hằng Mi Nhon màu vàng xe, chị Đặng Trúc, chị Linh Phong màu vàng với màu đỏ. Em thấy rất là nhiều đơn hàng đang lên rồi. Và bây giờ em xin phép đếm ngược 5 giây cuối cùng nha. Em xin phép là đếm ngược 5 giây cuối cùng cho mọi người lên đơn hàng cho em nhé. Và 5 giây này sẽ là 5 giây cuối cùng em bán với giá 50.000 hai bộ. Chị khách nào mới vào theo dõi livestream chưa có biết giá thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em cũng được nhá. Nhanh tay để lại số điện thoại. Ai mới vào theo dõi livestream chưa kịp lên đơn hàng, lên nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Và bây giờ thì em sẽ đếm ngược 5 giây cuối cùng cho mọi người lên đơn hàng nè. Đây, và 5 giây này sẽ là 5 giây then chốt quyết định cuối cùng. Danh sách tên những chị được mua hàng với giá 50.000 hai bộ. Cho nên là bây giờ em sẽ đếm ngược nha. Sau 5 giây nữa thì em sẽ qua một cái mẫu Hàn Quốc tiếp theo, zoom sọc Hàn Quốc.